Lừa đảo người đi mua đất bằng thuốc hướng thần Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi một cảnh báo về một chiêu thức lừa đảo mới Và nạn nhân ở đây đó chính là những người có tiền và đặc biệt là những người đang kinh doanh bất động sản Theo kết quả điều tra của công an ấy, thì đây là một nhóm lừa đảo có tổ chức và có hệ thống rất tinh vi Chúng sẽ tìm đến những người có tiền, có kinh tế và đặc biệt là những người đang có nhu cầu tìm mua về bất động sản sau khi kết nối thì bọn chúng sẽ mời những người này đi xem đất và trong quá trình đi xem đất thì chúng lại tiếp tục rủ cái nạn nhân kia là ăn uống nhậu nhẹt và trong lúc mà người ăn uống nhậu nhẹt đó không để ý thì chúng sẽ đánh thuốc sau khi ngấm thuốc thì những nạn nhân này sẽ bị mất kiểm soát hành vi tạm thời lúc này thì nhóm lừa đảo sẽ rủ nạn nhân đánh bài ăn tiền và trong quá trình đánh bài ăn tiền thì chúng sẽ sử dụng rất nhiều các hành vi gian lận để làm sao chiến thắng và khi chiến thắng rồi thì sẽ bắt cái nạn nhân kia phải ký giấy nợ đây là một cái chiêu thức lừa đảo mới đã xuất hiện ở trong khu vực miền trong rồi và ngoài bắc này thì cũng chưa thấy báo chí cập nhật thông tin tuy nhiên thì mọi người cũng nên hết sức cảnh giác cho nên là khi mà đi mua bán giao dịch bất động sản thì chúng ta hãy đi từ hai người trở lên và đặc biệt là hạn chế hết sức cái việc là nhậu nhẹt hoặc là chơi bài